đâu đây, cây anh đây. Đấy, cố chạy ra tí. Đây, đây. Đẹp đấy. Ổi bao tiền anh? Ổi này 2 triệu 2 cho lên đường. 2 triệu 2 ổi găng. Ổi găng 2 triệu 2. Tiết chợ rằm Trung Thu nhá. Vừa rất mưa to, bây giờ nắng rồi. Nắng mấy anh em mới ra. Đấy. Đấy. Già. Già. Ổi găng. Lại đọc lại cái số nữa nhỉ. 09858 Trung Dâu. Đang chờ có anh em Thương để có một đôi dép để đi đây. Ra đến chợ bị mất dép. Rồi mất dép. Chạy chạy mưa mất dép. Ôi đây. Gọi là chạy mất dép. Hôm nay chợ thoáng lắm, chả thấy ông nào đi giày dép gì cả này. Toàn chân đất. Giờ nó phải cho nó đi tiếp đất không có thì... Đây là chung này, đây là đá của mình này. Đá nó thủy đó. Đá chậm. À, cô con Hồng Ngọc Mai thì bao nhiêu? Hồng Ngọc Mai thì 1.8 triệu lên đường. 1.8 triệu. 1.8 triệu. Này nhiều đồ lạ đấy. Phải xoay không? Được, xoay đi. Chồng vào hẳn cái lẽm đựng mỡ ngày trước của các cụ. Ở là ở Trung Bình chuyên sở cái giá một bán 800.000 một khối đá này. Ồ, dưới này bao nhiêu anh? Dưới này 2 triệu. 2 triệu. 2 triệu đồng. 2 triệu Việt Nam đồng. Đấy. Đang rất rẻ đây, chưa có cây nào quá 5 triệu. Cây chỉ việc chơi. Đấy. Già. Già lu miếu. Ai chà chà, còn gì nữa? Đá. À đấy, tùng cối. Tác phẩm tùng cối. Cối là chúng làm cây bao tiền? Trên đá, ngồi trên đá. Dáng với các tùng cối. Tùng cối ngồi đá. Giá là bao nhiêu? 2 triệu rưỡi, bớt cho 300 còn 2 triệu 2. Đấy, bớt cho 300. Rất rộng rãi và thẳng thắn. Nói luôn ra bán. Bây giờ cây người ta nói cho bán thì ai nữa vẫn còn nghĩ gì chuyện. Anh em ở xa mà nhiệt tình thì khuyến mại cho cả. Cứ thiện chí đi. Đúng rồi, 12 triệu. Cây gì? 12 triệu cây mai chú Thủy thì bây giờ bảo như thế này. Đâu, cây gì 12 triệu? Đúng không? Cây ngầu. Ngầu không? À, ngầu kia gì? Trả khoảng 2 triệu xem sao. Ngâu bây giờ là hết mùa hoa rồi nhỉ? Có mưa hả? Chợ này nó mưa các bác ạ, mưa từ tối hôm qua này. Ông Hưởng ơi, ra dặn chương trình. Quay rồi, cây này quay rồi. Cái này bao tiền này nó hỏi đấy. Đang muốn giao lưu đây. 10 triệu. 10 triệu. Người ta buộc cái thép đây không, người buộc lạc. Chắc vừa ăn bánh trưng xong. Khác người anh ạ. Kéo cây bằng dây lạc. Ăn bánh trưng xong. Kéo cây bằng dây lạc. Đẳng cấp. Chắc vừa ăn bánh trưng xong. Rất đẳng cấp. Khi lạc mà đứt có nghĩa là tay cành nó đã ổn định. Trời thông thái đấy. Vừa tiết kiệm mà này hiệu quả. Tiết kiệm lại vừa coi không lại cây. Vâng. Chân móng đấy. Xanh Nam Điền. Nam Điền này. Ôi. Đây cây xanh quê. Rồi nó tê tay quá. Quê hương là chùm Thế Ngọt. Lá đẹp muốt chỉ. Quê hương là chùm Khế Chua. Bây giờ Khế Chua lại nát. Khế Chua bây giờ lại nát. Khế Chua ít. Khế Ngọt nhiều. Rồi, đây là Emda Mini. Emda Mini thả nước cúp đỏ. Đây Đa Lộc. Còn đây là em Lộc Vừng. Đấy, Lộc Vừng bao tiền đây ạ? Hả? 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi. Còn Đa là bao nhiêu tiền? 1 triệu. Hàng cầm tay.
hàng cầm tay. Đấy. Rồi. Da bông đỏ đẹp quá. Ok đấy. Triệu bạc. Triệu bạc. Giá gọi là bèo giạt mây trôi. Ừ. Giá gọi là giá sinh viên. Đấy. Giá quá bèo giạt mây trôi. Dạ. À còn trên nữa cơ à? Nhiều đấy. Rồi. À. Dạ. Em ơi, cái này quá rồi. Còn ngắt lá này. À đây gì? Ờ mua rồi. À hay quá. Cũng đây cũng là của ông à? Của Tết. Đấy, cục này thì bao nhiêu? Rồi. Tóc đế này thì bao nhiêu đấy? Ung thư giai đoạn cuối, u bấu víu. Đấy. Bắt đầu phá ra rồi đấy. Triệu sáu. Con này là trực. Ừ. Một triệu. Giá rẻ bất ngờ. Con này 2,5 triệu ba vai. Ba vai phải 3 triệu. Thôi 2,5 triệu thôi. 2,5 triệu thôi. Được. Rồi ok. Được đấy. À, con này của ông là báo giá bao nhiêu đây? Cho cả lên hình. Ông báo giá cái này bao nhiêu đây? Hả? Ông báo giá cái này bao nhiêu đây? 60. 60 triệu Nam Điền ba thân. Thì hôm trước mấy cái cây đẹp đẹp chưa ông bán cửa? Vâng, bán rồi. Yeah. Tốt quá. Đấy, mua hưởng này. Và cây này. Ông ơi, xanh Nam Điền. Mình xa tí. Và ba thân chỉ việc chơi thôi. Chỉ việc chơi thôi. Đấy. Phải tầm mấy chục năm. Nói chung là nhiều năm. À. Yeah. Lực à, lấy của lực à. Đấy. Càng càng đẹp đây. Tay cảnh chưa? Chỉ thế còn cây này của ông đã làm việc xong chưa? Đã. Cây này của ông có đã làm việc xong chưa? À, cây 20. 20. Dạ. Hai chục. Cũng là sinh điền đây. Được cái già dáng cổ xưa. Đấy, đẹp quá. Vâng, bông tay đầy đủ hết ạ. Đấy. Răm nó dày, xanh Nam Điền, ba vai, ba thân. Ừ. Gọi là rất là hiếm. Đấy. Được một cây mịn màng như thế này. Cả là đấy, một vấn đề, cả là một năm tháng. Nhiều chục năm. Ba. Tay chân nó múa nó bay đẹp như thế này. Đấy. Đẹp quá. Đấy, ông có thể đọc lại số cho anh em biết. À vâng ạ, 037 ạ. 037. 957. 957. 1963. 1963. Vâng đấy. Ạ. Đấy, số tuổi đấy, đúng không? Vâng, vâng ạ. Vâng. Hay quá. Đây, ông nhiều cây nhất chợ đấy. Vâng ạ. Nhiều cây rất chợ. Ok các bạn. Đây. Cái quê đó là à, cái cây già già ở đây nhé, số đây nhé. Gì đây? Cây của bác nào đây không rõ đâu. Một mình một xe đây. Nhìn cũng quái quái đấy. Tức cây này mà nắng lên thì da nó sẽ đỡ xỉn. Xanh Nam Điền thì lá nó giống nhau. Đấy, ông có vẻ thích cây đấy đấy. Alo. À chà. Kinh.
nghệ nhân vừa sắm cưa là làm luôn đấy. Chú nó lên mạng nhá. Lên luôn. Được đấy, được đấy. À. Nghệ nhân. Sẽ cắt có một phát như thế à? À thử cưa. Được cây mini, cây này mấy triệu? Được cây mini rồi. Thôi vứt đi cho. Vứt đi cho. À cái này làm súng bắn chim. Súng bắn chim rồi. Kinh điển đấy. Làm cánh chim. Và kinh điển đấy. Đúng không? Đấy. Mình đấy ở bao tiền đấy, cắt đi, cắt đi là giảm tiền hay là tăng tiền đấy? Tăng chứ. Tăng tiền. Bao tiền cái đấy? Hả? Bao tiền cái 3 đấy? 3 triệu. 3 triệu. Đấy. À xui. Kinh điển đấy. Quá kinh. Ăn ra rồi. Đấy. Đấy. Đây là ổi tàu. Ổi tàu dáng rồng lộn. Rồng lộn. Ổi tàu của ông bao tiền đây? Đấy, 1,2 triệu. 1,2 triệu đấy. Dáng long lộn. Rồng lộn. Mai Hồng Ngọc. Mai Hồng Ngọc chế cao. Đấy. Bao tiền quá. Đấy. 1 triệu. 1 triệu. Của Cộng hòa Séc. Cộng hòa Séc. Có cây ổi dáng rồng lộn. Làm móng. Làm móng quê hương xứ sở làm móng rồi. Đấy của A đấy. Đấy. Xe máy đấy, ô tô ta đi giờ. Cái này chắc đắt lắm nhỉ. Đấy. Cái này chắc đắt lắm. Thì vào trong đây là đi ăn đấy. Mua à, 1,8 triệu. Bán ra bao nhiêu? Chả biết, gặp khách của nó 5 triệu giả bao nhiêu giả. Đấy, gặp khách nó 5 triệu giả bao nhiêu giả. Mua 1,8 triệu đấy. Anh em biết nhá. Đấy. Bán bao nhiêu một kể? Ok đấy. Đẹp thì 10 triệu cũng bán được. Dùng đời rồi. Làm móng. Tuyệt vời quá. Đấy, dù đấy. Dù giá rẻ đấy. Đấy. Lá rất đỏ. Đang lộc ngon. Đẹp. Cái này bao nhiêu ông? Cái giá tốc 2 triệu. 2 triệu. Quá đẹp. Lá lộc đỏ âu. Mùa quả rất nhiều quả. Lộc lá quả. Đúng chưa? Năm tay ngũ phúc đẹp. Đúng chưa? Lăng tay ngũ phúc. Đấy, lá đẹp hơn lục vừng. Ăn tiền quá lắm đi. Hồng Ngọc Mai. Hồng Ngọc Mai tay rơi dáng làm tay rơi giống hoa giấy. Rồi, là bao tiền không? Cái này 2,5 triệu. 2,5 triệu. 2,5 triệu Hồng Ngọc Mai. 15 tuổi rồi. 15 tuổi. 15 tuổi. 15 tuổi. 15 tuổi. Rồi. Ông lại xin cái số của ông Cộng hòa Séc anh. 0903 2988 2988 93 93. Rồi. Rồi ok, Cộng hòa Séc. Cộng hòa Séc. Số đẹp đấy. Rồi. Rồi cảm ơn ông nhé. Số thần tài đấy. Đấy. Đấy coi dùng lộn này được. Dùng lộn đẹp. Rồi các bác nha. Rồi. Tây Ninh gọi. Đấy, hay quá. Tây Ninh gọi.